con xin phép và được thỉnh pháp sư ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc nặng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, Adam mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Hà Giá. Và trước khi chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Ná cho bài học. Kinh Điều Vợ Itivuttaka, chương 4, 4 pháp, phẩm 1 La Mã, bài 105 La Mã. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, những vị tuyên bố khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích điều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ đi đến ý kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thân cận các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi ích nhiều các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy, xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận những tỳ kheo như vậy, thời giới vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, định vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ ẩn chưa được đầy đủ đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát tri kiến vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo như vậy được gọi là những bậc đạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị
quét sạch tối tâm, được gọi là những vị tác thành minh, được gọi là những vị tác thành quang, được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc thánh, được gọi là những người có mắt. Đây là căn cứ địa những vị phóng hào quang. Chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã, những vị có tu tập là những bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chói sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang. Là những bậc có trí tác thành ra ánh sáng, họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân tạo ra tác hại, bậc trí với chánh trí, nghe lời dạy vị này do thắng trí sanh diệt, không đi đến tái sanh. Nam mô Bụt Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui chứng quá. Con kính nhân Mít Ninh Sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết, đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài 104 La Mã. Nội dung của bài kinh hôm nay, về phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc bốn cái chi pháp này. Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ và đầy đủ về giải thoát, là vị mà có đầy đủ cái tri kiến giải thoát như vậy đó, thì ở đó, đó là vị đó là những vị dẫn đầu, những vị có thể giáo giới, giảng dạy, tuyên bố và khích lệ. Và những vị này đó, thì khi mà mình được thân cận với những vị này đó, thì chúng ta nghe cũng được lợi ích, chúng ta thấy cũng được lợi ích, và chúng ta tu tập cũng được nhiều sự lợi ích như vậy. Thì Đức Phật này nói khi mà mình gần gũi thân cận, học hỏi tu tập theo những vị này thì có được nhiều cái sự hữu ích ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Điều này đã có thể nói rằng là trước nhất là chúng ta nói đến cái việc mà giữa xưa và nay, giữa cái thời kỳ Đức Phật và ngày hôm nay. Sự thật ra thì ngày xưa đó, các cái vị mà xuất gia đó, thì phải nói rằng ở trong cái đời sống lý tưởng tu tập thì ít có phải bị vướng bận nhiều cái sự ràng buộc, bởi vì điều mà các ngài có một cái lý tưởng xuất gia đó, thì dành trọn tâm trọn ý vào trong cái đời sống tu tập của mình. Cái thứ hai nữa đó là về cái công phu tu tập của các ngài đó, thì phải nói nó dày dặn. Và các ngài về pháp độ ba la mật được đầy đủ, và do đó thì cái việc tu tập nó cũng được nhiều cái sự thuận lợi, có nhiều cái sự thuận lợi, và có thể dễ dàng đạt được cái sự giải thoát. Đó là chúng ta nói cái hoàn cảnh của tăng đoàn ngày xưa. Và ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà thực hành giữ theo cái giáo pháp của Đức Phật ấy, thì cũng giữ như vậy, nhưng mà nó có nhiều cái trở ngại, do rằng cái hoàn cảnh, cái nghiệp bất thiện của chúng ta nó nhiều, cho nên là cái việc tu tập của mình nó có những cái sự trở ngại.
Cái cộng thứ hai nữa là cái pháp độ ba la mật và cái công phu dày dặn của chúng ta chưa có từng có nhiều, và do vậy thì nó có những cái sự trở ngại nhất định trong cái đời sống tu tập. Bây giờ đó, Đức Phật ngài nói rằng khi mà mình gần gũi những cái bậc như thế ấy, tức là những bậc mà giới được đầy đủ, định được đầy đủ, tuệ được đầy đủ và giải thoát được đầy đủ đó, thì và giải thoát tri kiến, thì những vị đó là những vị mà đáng cho chúng ta học hỏi, nương theo, thân cận để chúng ta được cái sự lợi lạc rất nhiều trong cái đời sống tu tập. Và những vị này, những vị xứng đáng để là những người dẫn đầu để đi đến cái đạo lộ giải thoát. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong cái bài kinh này. Bây giờ trước nhất là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo đó đầy đủ về giới, đầy đủ về giới. Giới ở đây đó thì như quý vị biết rằng trong thanh tịnh đạo định nghĩa rất là nhiều. Giới là hàng rào những tội lỗi, hay là giới là sự chủ tâm tránh xa, tránh xa, hay là giới là một trong những cái điều để một cái vị hành giả thực hành để mang đến cái sự an lạc. Đó là điều mà trong thanh tịnh đạo ngài Bồ Tát Cô Sáng này dạy. Bây giờ là trước tiên chúng ta nói đến giới đã. Cái giới, nói đến một vị tỳ kheo thì có lẽ là bốn cái loại giới, bốn cái loại giới, tức là giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới và quán tưởng thanh tịnh giới. Như vậy thì chánh mạng thanh tịnh giới. Thì ở đây đó, một vị tỳ kheo đó, nói về giới bổn thì một vị tỳ kheo cần phải biết những điều mà mình đã học hỏi, những điều mà mình đã xin thọ trì, để mình biết cái điều nào phạm tội, điều nào không phạm tội, điều nào tội nhẹ, điều nào tội nặng. Chúng ta phải biết rõ những điều đó. Cho nên về phần giới bổn đó, thì một vị tỳ kheo cần phải hiểu được những cái điều mà mình học thọ trì, bởi vì đó là cần một cái kiến thức am tường, hiểu biết được những cái giới luật, những cái điều mà mình xin thọ trì. Bởi vì như một điều đó là chúng ta giữ giới là chúng ta phải ngăn ngừa, tức là chúng ta có cái sự chủ tâm để chúng ta ngăn ngừa tránh xa những hành vi do thân khẩu ý bất thiện, cho nên là chúng ta ngăn ngừa không cho nó phạm, hoặc là không cho tái phạm, không cho phạm và cũng không cho tái phạm. Đó là sự chủ tâm của mình, có cái sự chủ tâm trong cái việc giữ gìn giới. Hay là giới là hàng rào ngăn chặn những tội lỗi là như vậy. Bây giờ nói đến cái sự thu thúc, ngay cả cái việc đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nếm, hay là lúc mà thọ dụng các cái món vật dụng, thì cái vị tỳ kheo cũng cần phải có một cái sự thu thúc. Thu thúc ở đây đó là chúng ta không phải là sống mà phóng dật, không phải là sống mà buông lung, mà mình sống cần có cái sự thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác trong các cái quay nghi, đi đứng nằm ngồi, cho đến cái việc mà chúng ta ăn uống nhai nếm ngủ nghỉ. Những cái điều đó đều phải có chánh niệm, bởi vì chúng ta thất niệm thì cái tâm của mình nó sẽ bị lôi cuốn ở trong các cái trần cảnh, và do đó Đức Phật dạy chúng ta phải cần có cái chánh niệm. Cho nên thu thúc thanh tịnh giới là cái yếu tố cần thiết đó, là cái người đó cần phải có chánh niệm. Chánh niệm cái thứ ba nữa đó là một người gọi là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là vị tỳ kheo đó
nếu không có những người đàn tính trai tăng cúng dường hộ độ cho chúng ta thì một vị tỳ kheo cần phải đi khất thực mà sống. Và khi có một người đàn tính hộ độ đó thì chúng ta tạo cái sự dễ dàng, tạo cái sự dễ dàng cho những người hộ độ cho một vị tỳ kheo, cho vị tỳ kheo nào đó hay cho chư tăng, thì chúng ta tạo cái sự dễ dàng. Dễ dàng ở đây là gì? Là chúng ta phải là dễ nuôi. Dễ nuôi, dễ nuôi là sao? Dễ nuôi là chúng ta, người ta cúng cho chúng ta ăn cái vật gì, uống cái vật gì thì chúng ta dễ dàng chấp nhận cái vật đó. Bởi vì dễ nuôi ở đây đó là như quý vị biết rằng cái sự chánh mạng thanh tịnh giới á, thì cái điều mà cần thiết nhất á, của một vị tỳ kheo á, để mà có đời sống chánh mạng tốt nhất á, là chỉ có đi khất thực. Đi khất thực. Bởi vì đi khất thực đó là chúng ta không biết là cái vật thực người ta cúng cho chúng ta là chỉ nhận về rồi thọ dụng thôi. Và cả trăm nhà, cả mấy mươi nhà, mỗi người nấu một kiểu, một người cúng một món, thì rất là nhiều cái thực phẩm khác nhau. Và do đó thì vị tỳ kheo nghĩ rằng cái vật thực mà nuôi mạng chúng ta là để nuôi mạng sống thôi, không phải là để ăn, để dùng để no mập béo như khỏe như lực sĩ, cũng không phải là ăn để cho nó giữ cho nó có cái đẹp đẽ như những cái người mà như những cái người hoa hậu hay là những người làm đẹp đó. Như vậy thì ở đó vị tỳ kheo cứ nghĩ rằng cái vật thực này, quán tưởng vật thực này như là một cái món để thọ dụng và cần thiết để thọ dụng, để nuôi cái sống, nuôi sống thân này để tu tập. Và cái điều thứ tư nữa đó là về mỗi cứ một cái vật dụng nào, thì cái thứ ba đó là đối với một cái vị đó, chánh mạng thì cần phải có chánh niệm, cần phải có cái sự tinh tấn. Bởi vì mình không tinh tấn, không siêng năng, mình đi bát thì không thể nào mà mình sống một cái chánh mạng được. Cho nên là nếu mà chánh mạng tốt nhất ấy, là chỉ có đi khất thực. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy có những cái sự hạn chế nhất định đó là bây giờ thì những người Phật tử họ hộ độ cho chư tăng trong chùa, họ cúng dường trai tăng hoặc là họ đặt bát theo hình thức, thì chư tăng sẽ dành cái thời gian đó nhiều hơn để về vấn đề học pháp hay là hành pháp. Đó là chúng ta thấy. Nhưng mà nếu mà dù là sống trong cảnh nào thì vị tỳ kheo luôn luôn có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp. Như nhờ cái sự tinh tấn đó mà mình sống có chánh mạng, sống có chánh mạng. Và cái thứ tư nữa đó là cái lãnh vực giới thứ tư nữa đó là một người thọ dụng trong bốn cái món vật dụng của mình, tức là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, thì nó cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Chúng ta cần phải quán tưởng. Thì ở đây là cần phải có cái trí thẩm sát, quán tưởng y phục thọ dụng khi chưa mặc vào thì nó đẹp đẽ, nó thơm tho, khi mặc vào một ngày thì nó hết đẹp đẽ, hết thơm tho rồi. Vật thực này khi chưa đưa vô khỏi cổ thì nó thấy nó đẹp, nhìn thấy nó hấp dẫn, nhìn thấy nó thú vị. Nhưng mà rồi đến khi mà chúng ta đưa vô khỏi cổ rồi thì rất đáng nhầm gớm. Rồi cốc liêu cũng vậy, để che nắng, che mưa, che rắn rít mũi mồng để chúng ta tu tập thôi, nó không phải là để sang, để đẹp, để gì hết. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Rồi cả cái phương tiện về thuốc chữa bệnh hay phương tiện gì đó thì cần vừa đủ để chúng ta chữa bệnh, bởi vì bốn món đó là bốn món vật dụng. Như vậy dùng thọ dụng bốn món đó là cần phải có một cái trí tuệ để suy xét, quán tưởng trước khi chúng ta thọ dụng. Như vậy thì nói đến giới thanh tịnh là ở đây đó, trong cái nghĩa tương đối là một cái người mà tu tập giới, mà ở trong kinh gọi là giới không lấm lem, giới không vụn nát, giới không bể rách,
vân vân. Có nghĩa là giới dù là nhỏ hay là lớn á, thì cái vị đó không để cho nó lấm lem, tức là nó không có, không phải là giới những điều học lớn quan trọng, trọng á, thì chúng ta giữ nó tốt, nhưng mà cái điều nhỏ mà chúng ta không giữ thì nó là thành cái giới lấm lem. Giới bị vụn nát có nghĩa là nó bị bể, cả giới lớn và giới nhỏ gì chúng ta cũng không có chấp trì hành trì, như vậy là không tốt. Như vậy thì giới ở đây trong cái nghĩa tương đối, một vị tỳ kheo dù là phàm nhưng mà mình có cái giới đời sống được thanh tịnh như vậy đó, thì đó cũng là một trong những cái vị mà đáng nương tựa. Cái thứ hai, giới trong cái nghĩa tuyệt đối đó là chỉ cho bậc thánh tu đầu vờn, cái nghĩa tuyệt đối. Bởi vì chỉ có bậc thánh tu đầu vờn thì mới là thật sự là trong sạch về giới. Bởi vì vị đó dứt được ba cái phiền não đầu tiên, chấm dứt, cắt trước được cái ba phiền não đầu tiên là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Cho nên là dứt được ba cái kiến chấp đó, ba cái phiền não đó, đó thì những vị đó không bao giờ làm sai phạm từ lời nói, từ hành động, và không sai phạm từ lời nói là hành động, cho nên là vị đó không bao giờ sanh vào trong khổ cảnh. Thì mình nói ở đây giới thanh tịnh là đối với bậc thánh tu đầu vờn đã là giới thanh tịnh. Thì ở đây đó, chúng ta nói trong cái nghĩa tương đối, thì một vị tỳ kheo nếu mà luôn luôn có cái sự thu thúc của chính mình, luôn luôn thấy những cái lỗi nhỏ nhặt mình cũng không dám tái phạm, không dám làm, như vậy thì đó là cái điều mà làm cho cái vị tỳ kheo dù là phàm thì làm cho cái giới nó cũng có nghĩa là tương đối là thanh tịnh rồi. Còn bậc thánh tuyệt đối là bậc thánh tu đầu vờn là tuyệt đối đã thanh tịnh về giới. Như vậy thì ở đây đó là vị đó là vị đáng nương tựa. Cái thứ hai nữa đó là nói cái vị mà có đầy đủ định, đầy đủ định, đầy đủ định. Đầy đủ định ở đây đó là có thể nói rằng là cái tâm của mình tu là tu tập giới, tu tập định và tu tập tệ. Mà giới là cái nền tảng. Khi mà mình trong kinh ví dụ giống như là chúng ta cất một cái căn nhà lên thì chúng ta cần phải làm cái nền móng cho nó vững, nó vững. Và do cái nền móng nó vững như vậy đó thì chúng ta cất cái nhà lên thì nó không sợ lún, nó không sợ lún, là do cái nền chúng ta đã làm, cái móng chúng ta đã làm vững. Cũng như vậy, khi một người có giới thanh tịnh thì cái tâm của người đó không có hối, không có hối hận, không có hối tiếc. Hối hận với những việc xấu mình đã làm, đã nói năng hay đã hành động. Còn hối tiếc là những việc thiện mà mình đã bỏ qua. Cái người mà có chánh niệm, luôn luôn có giới thanh tịnh thì những việc thiện gì mà cần làm thì họ nên làm, và những việc gì mà bất thiện thì tuyệt đối là họ không bao giờ dám tái phạm, không bao giờ dám phạm những điều đó. Như vậy thì giới là làm cho họ có cái tâm bất hối, tức là không có hối hận hoặc là không có hối tiếc, làm cho cái tâm của họ luôn luôn có cái sự ổn định. Và khi có ổn định thì cái tâm của họ sẽ dễ dàng đi đến định. Tức là định ở đây đó là trú vững trên một cái đề mục, tâm không có tán loạn, không có tâm ổn định. Tâm ít có sự tán loạn hay là tâm có, không có cái sự tán loạn. Thì bây giờ nếu như một người mà đắc định ở đây, một người mình không cần đợi tới đắc định đâu. Chúng ta tu tập mà trong những cái lúc sinh hoạt như vậy, đi đứng nằm ngồi, hay hoặc là những lúc chúng ta tọa thiền, chúng ta ngồi thiền đó, thì tâm của chúng ta luôn luôn gắn với cái đề mục, với cái thời gian dài chúng ta trú trong một cái đề mục, không bị tán loạn cái tâm, đó là chúng ta đã có định rồi, có định rồi. Mà trong kinh nó mô tả là Upachara Samadhi, hay là đạt được cận định. Tức là một cái định mà tuy rằng có lúc nó cũng bị phóng túng một chút, có lúc thì cũng bị tán loạn một chút, nhưng mà phần lớn thì cái vị này giữ, phần lớn với cái thời gian thì cái vị này giữ được cái tâm của mình không bị tán loạn. Dù là có lúc cũng bị tán loạn, giống như một cái đứa trẻ mà mới chập chững biết đi vậy đó. Khi mẹ đỡ lên thì đi vài ba bước té bịch xuống, thì cái định tâm của mình, cái cận định nó giống trong kinh ví dụ giống như vậy.
có nghĩa là mình định chưa vững, mình định chưa vững. Rồi khi mà định chưa vững như vậy thì mình dễ dàng bị tâm bị tán loạn, rồi tán loạn rồi lát sau nữa là mình định lại nữa. Lúc nào đó mình lấy lại cái đề mục, mình tập trung được cái tư tưởng, tập trung cái tâm của mình vào ở trong một cái đề mục thì mình lại đứng vững lại được, trụ được chút nữa, thì một lát sau nữa lại bị tán loạn. Thì ở đây ví dụ giống như là cận định, nó giống như là một đứa trẻ mà mới biết đi, cho nên là mới có 1-2 tuổi gì đó mới chập chững gì đó, rồi là té đi, rồi bắt đầu lát sau đứng dậy đi tiếp nữa. Thì đó là cái định nó chưa vững. Còn cái Appama Samadhi tức là chỉ cho cái định kiên cố, tức là ở đây đó là chỉ chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, tam thiền, tứ thiền. Thì khi mà một người mà đắc được sơ thiền, như chúng ta được nghe mô tả là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, tức là cái tâm của vị đó cũng đã ít nhiều đã tránh xa các cái dục rồi, tránh xa sắc thinh hương vị xúc rồi, vị đó không có ham thích gì nhiều nữa. Và đó là một trong những cái định của tâm. Nếu chúng ta đắc sơ thiền hoặc là nhị thiền hoặc là tam thiền vân vân, tùy theo mỗi tầng thiền. Và do mỗi tầng thiền thì chúng ta thấy trong cái hệ thống của năm triền cái và năm chi thiền, trong kinh Tạng thì gom tầm với tứ đó chung thành một chi thiền, còn trong vi diệu pháp thì có thể tách ra là tầm tứ tách rời ra, cho nên nó thành năm chi thiền. Chi tầm á thì nó sẽ đối trị với lại cái hôn trầm, chi tầm là đối trị với hôn trầm. Chi tứ á thì đối trị với hoài nghi, chi hỷ thì đối trị với sanh độc, và chi lạc thì đối trị với trạo cử, tức là trạo hối đó. Rồi chi định là đối trị tham dục. Khi một người mà đắc được sơ thiền thì đồng nghĩa là đối trị được hoài nghi, hay là đối trị được sơ thiền nếu kinh Tạng là đối trị được hoài nghi và đối trị với hôn trầm, vân vân. Và khi nào mà cái triền cái nó được lắng dịu đi, tức là hôn trầm, hoài nghi, sân độc, trạo cử và tham dục nó được lắng dịu đi đó, thì nhờ năm cái chi thiền này nó áp chế, thì cái tâm của vị đó đạt được cái định. Mà định này, lúc gì đó thì định tương đối là vững, nó không phải như những đứa trẻ nữa. Không phải như những đứa trẻ mà mới vừa biết đi rồi té lên té xuống, rồi té rồi đứng dậy đi, đi rồi té đứng dậy đi nữa. Thì định kiên cố này, tức là định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ta gọi là định kiên cố, tương đối là định kiên cố. Nhưng mà ở đây là nói trong cái thiền của hiệp thế, tới thiền của những người phàm nhân mà chứng thiền. Nhưng mà thiền của bậc thánh á, thì ở đó là do cái tâm đoạn được tuệ đó, do cái tuệ đoạn được cái phiền não đó, cho nên là cái vị ấy mới là tận trừ được cái phiền não hoàn toàn, nó không có cái chuyện mà tái khởi phiền não trở lại. Cho nên đó là một cái sự đoạn tuyệt vĩnh viễn. Như vậy thì cái người mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, thì đó là một cái định mà ở đây nói đến một cái vị hành giả mà thành tựu được các cái chi thiện, thành tựu đắc được chi thiện. Rồi như cái vị thành tựu mà được các chi thiện thì đó là một trong những cái sự thành tựu của những vị đã tu tập thiền. Mình muốn tập cho mình á thì cũng phải dày dặn công phu lắm. Cái sự tu tập của chúng ta đó là cần có một cái niềm tin được vững, cần có cái sự nỗ lực chuyên chú, cần có một cái chánh niệm, cần có một cái chánh định, và cần có một cái trí tuệ, tức là năm cái chi phần là tính, tấn, niệm, định, tuệ được đầy đủ. Như vậy thì cái tu việc tu tập của chúng ta nó dễ dàng thành tựu.
Bên cạnh đó thì chúng ta nhớ là tạo các cái công đức thiện sự khác. Ngoài cái việc giữ giới của một cái người tu thì chúng ta phải thực hành cái pháp bố thí, cúng dường. Để chi? Nó làm năng lực để hỗ trợ cho cái việc tu tập thiền tịnh định cho chúng ta. Chúng ta phải thực hiện điều đó. Hoặc là ta gặp tập cái tâm khiêm cung của mình. Cái tâm khiêm cung có nghĩa là chúng ta biết cung kính, cung kính những bậc đáng cung kính, cung kính những bậc đáng cung kính. Tập cho cái tâm của mình khiêm cung hay là khiêm hạ, chúng tôi gọi là như vậy. Vừa là khiêm nhường mà hạ thấp cái hạ xuống cái bản ngã của mình để mà mình có được cái pháp cung kính, hạ xuống cái bản ngã của mình để mà mình có được cái pháp cung kính. Như vậy thì ngoài cái việc đó mà chúng ta còn nhiều các cái công đức thiện sự khác để hỗ trợ tất cả những cái thiện sự, các công đức khác để hỗ trợ cho cái việc chúng ta hành thiện, để cho chúng ta dễ dàng đạt được định hay là chúng ta dễ dàng thành tựu được trên phương diện nào đó. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cái điều thứ ba nữa đó là Đức Phật ngài dạy là đầy đủ sự giải thoát. Đầy đủ sự giải thoát. Chữ sự giải thoát ở đây đó là chữ quý mô tiết. Sự giải thoát. Giải thoát là sao? Giải thoát là vượt ra khỏi sự ràng buộc. Vượt ra khỏi sự ràng buộc gọi là giải thoát. Thì ở trong kinh á, chúng ta nghe mô tả rằng là vị tỷ kheo đạt được thành tựu được câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát là sao? Một vị đạt được sự giải thoát là chê tô biết mô tí, tức là tâm giải thoát. Và cái giải thoát thứ hai nữa đó là tuệ giải thoát ban nha quý mô tí, tức là cái trí tuệ ở trong đạo quả sanh khởi lên để mà cắt đứt phiền não giải thoát. Thì tâm của mình á, mình đắc định á, thì tâm mình vượt ra khỏi sự ràng buộc của năm pháp triền cái như chúng tôi đã mô tả kỳ nãy. Nếu mà mình đắc định, đắc thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nói theo trực kinh bản á, thì cái tâm của mình nó vượt ra khỏi sự ràng buộc của năm pháp triền cái đó, tức là hôn trầm, hoài nghi, trạo cử, sân độc và tham dục. Năm cái pháp triền cái này, pháp triền cái là pháp che ngăn nội tâm của mình. Nhưng mà khi một người mà đắc định á, vượt ra khỏi sự ràng buộc của năm pháp triền cái đó, Đức Phật gọi đó là vì đó là đạt được cái gọi là tâm giải thoát chê tô quý mục tích. Chê tô quý mục tích. Bây giờ nói đến cái giải thoát thứ hai nữa là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát tức là một vị mà quán chiếu, quán chiếu danh sắc. Ví dụ như một người tu tập thiền quán đi, quán và thiền chỉ và thiền quán nó là sự hỗ trợ cho nhau, nó không phải là riêng biệt hoàn toàn mà nó cũng không tách rời, cũng không tách rời, và nó là sự hỗ trợ. Bởi vì trong tuệ thì chắc chắn cũng phải có định một phần, và khi mà trong định thì cũng phải có một chút tuệ. Bởi vì ở đây đó chúng tôi nói như thế này, một người mà đắc thiền đó, nếu mà là còn ở trong cái tâm sơ, cái tâm mà đắc thiền á, thì quý vị thấy rằng là cái người mà phàm phu ở cõi nhân loại của chúng ta vậy, là chúng ta đắc thiền á là bằng với những cái tâm đại thiện hợp trí. Mà chúng ta thấy là tám tâm đại thiện thì có bốn tâm đại thiện tương ưng trí, trong đó có tám tâm đại thiện thì có phải bốn tâm đại thiện tương ứng trí, tức là hai tâm đại thiện thọ xả và hai tâm đại thiện tương ứng trí thọ hỷ. Như vậy thì những cái tâm mà có trí đó nó sanh khởi lên ở trong một cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tập trong lộ trình tâm, tức là những cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tập đó, thì cái giai đoạn bốn tâm, một trong bốn tâm tương ưng trí đó, nó sẽ sanh khởi lên để mà nó làm cho cái việc là chứng thiện. Và khi mà mình chứng thiện thì mình chứng sơ thiện, thì tâm thiện sơ thiện sắc giới, nếu chứng sơ thiện của sắc giới thì tâm thiện sơ thiện sắc giới làm cái nhiệm vụ là xác chứng và chứng thiện cho mình là chứng sơ thiện, làm cái việc đó. Cho nên là phải có trí.
Như vậy là chúng tôi nói cái người mà đắc định á, thì phải có trí. Và cái người mà đắc tuệ đó, đạt được cái tuệ mà ở đây muốn nói đến đạo tuệ đó, tức là tuệ của bậc thánh đó, hay là tuệ của một bậc mà giải thánh giải thoát đó, thì cái tâm trí đạo sanh khởi lên đó, thì phải có trí, có trí trong đó, nhưng mà trong đó cũng phải có định. Ý chúng tôi nói là cái sự hỗ trợ hỗ tương cho nhau, nhưng mà chính cái trí tuệ đó, mới có thể thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc. Trí tuệ này sanh khởi lên để thấy được sanh diệt là sao? Là nhờ cái chánh niệm của một vị hành giả, nó dày dặn, nó vừa đủ để dày dặn chín mùi, để mà trí tuệ phát sanh. Tuệ lâu ngày chày tháng ấy, nó lớn mạnh ấy, thì nó xin lỗi, niệm lâu ngày chày tháng ấy, thì nó sẽ sanh tuệ. Tuệ ở đây là mình nói đạo tuệ hay là quả tuệ đó. Thì ở đây đạo tuệ hay là quả tuệ, thì cái vị mà do đạo tuệ sanh khởi lên thì cắt đứt phiền não. Và theo thông trong thanh tịnh đạo, trong mi tiên vấn đáp, tức là ngài Na Tiên trả lời cho Yumilandavana, tuệ ở đây là có cái sự gom tâm, có sự gom tâm giống như là một người mà dùng cái tay trái của mình cầm cái bó lúa, cầm cái nắm lúa, và cái tay phải của mình cầm cái lưỡi liềm để chúng ta cắt. Thì cái nhờ cái sự gom tâm đó, niệm đó, gom tâm đó, hay là định là trụ tâm gom tâm đó, thì cái tuệ ở đây sanh khởi lên, nó có nhiệm vụ cắt đứt cái phiền não, cắt đứt phiền não. Thì cái vị mà gọi là đạo tuệ, tức là nếu mà chúng ta chứng sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì sanh khởi lên á, thì cái tuệ đó nó sanh khởi lên, nó có nhiệm vụ là cắt đứt cái phiền não, cắt đứt phiền não. Và khi mà cắt đứt phiền não như vậy thì cái phiền não đó nó không còn có cái khả năng tái diễn nữa, không có khả năng sanh khởi nữa. Bởi vì đây chỉ có cái gọi là cái giải thoát, mà tuệ giải thoát đó, thì chính cái trí tuệ sanh khởi lên để mà cắt đứt phiền não, cho nên là vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não đó, cho nên là gọi là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát. Một vị do định tâm mà chứng đắc được các cái thiền chi, để rồi tâm đạt được cái sự giải thoát, vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền, của triền cái. Còn một đàn á, thì một vị á, là do tuệ quán mà cái trí tuệ đó là được gọi đạo tuệ hay là quả tuệ đó, đặc biệt là đạo tuệ sanh khởi lên để cắt đứt phiền não. Cắt đứt phiền não thì cái phiền não đó là cắt đứt đoạn tận, không còn có khả năng sanh khởi nữa, cho nên là gọi là đầy đủ cái sự giải thoát, bao gồm cả chê tô quý mưu tí là tâm giải thoát, và tuệ giải thoát là ba nha quý mưu tí, hai cái đó. Rồi bây giờ á, là cái thứ ba nữa là nói là gì? Đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ giải thoát tri kiến. Quý vị thấy rằng cái tri kiến của người phàm phu khác, tri kiến của bậc thánh khác, tri kiến của bậc tu đầu quần, tri kiến khác với cái tri kiến của bậc thánh vô lậu giải thoát là bậc A-la-hán. Thì khi mà cái tri kiến sanh khởi mới thấy vạn pháp luôn vốn là do duyên. Chúng ta chỉ là nhận thấy á, là nhận thấy qua cái trí văn. Chúng ta nhận thấy qua cái trí văn là nhờ chúng ta học Phật Pháp. Chúng ta hiểu. Hiểu là vạn pháp là do duyên. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ nó là chỉ là do duyên những cái gì ở bên ngoài, chứ không nghĩ là chính cái nội thân của mình. Và một người mà quán chiếu á, thì nhìn vô chính với cái nội thân của mình. Nội thân là chúng ta nói thân không, nhưng sự thật ra là nói đến cái năm quận, nói đến năm quận, tức là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác, và vị ấy có cái tuệ thấy rõ được cái sự sanh dịch diệt của danh và sắc, tức là của thân và tâm, thấy vạn pháp nó đều vô ngã, nó không có cái chi là của tôi. Vì thường thường nó là trong cái sự ngã chấp của chính mình, cái ngã chấp là tôi là sắc quẩn, sắc quẩn là của tôi, tôi có ở trong sắc quẩn là tự ngã của tôi, vân vân. Cho nên cái đó, đó là cái suy nghĩ hằng hữu ở trong cái quan điểm của mỗi người. Và chỉ có cái tri kiến
mới thấy rõ được vạn pháp là do duyên. Bởi vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, hay là các cái căn mình tiếp xúc với các trần á, hay hoặc là chính với cái ngũ uẩn của mình, ngũ uẩn mình sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì không có cái chi là của, gọi là của mình hết á. Khi đó đó là khi mà tha mái được lắng dịu hay được đoạn trừ, thì cái ngã chấp của mình nó cũng sẽ được lắng dịu và được đoạn trừ, được đoạn trừ. Và khi đó đó là cái tri kiến của mình đó, là tri kiến thấy một cách rõ ràng ở trong, như là trong kinh mô tả, như là thấy rõ ở trong bàn chỉ tay, trong bàn tay của mỗi người vậy, chỉ tay trong bàn tay của mỗi người vậy. Như vậy thì ở đây cái tri kiến giải thoát đó là tri kiến mà vượt ra khỏi cái sự ràng buộc, dù là một chút nho nhỏ, không có bị ràng buộc nữa, ràng buộc không có bị ngã chấp ở trong đó. Mà mới nếu mà để mà nói rằng muốn đoạn được ngã chấp thì vị đó phải có một cái đoạn trừ của tha mái. Và khi mà đoạn trừ của tha mái đó, cho nên là cái vị đó luôn luôn có được cái sự an lạc. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là cái vị mà có cái năm cái bốn cái pháp này, từ cái việc mà đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ, đầy đủ giải thoát và đầy đủ giải thoát tri kiến đó, thì là chỉ cho lần lượt cho một cái người đắc giới, lần lượt cho một người đắc định và lần lượt cho một cái người đắc tuệ. Đắc tuệ tức là mình có thể nói là những vị chứng thiền nè, rồi những vị có giới thanh tịnh nè, rồi những vị chứng thiền nè, rồi cho đến là những vị mà bậc thánh, bậc thánh. Mà nếu mà một cách hoàn hảo đó là bậc thánh vô lậu. Như vậy thì nói như vậy đó thì không lẽ là chúng ta phải đi tìm các cái bậc thánh vô lậu để chúng ta nương tựa, còn trên cuộc đời này á, là không có người nào để cho chúng ta nương tựa sao? Không phải. Bởi vì ở đây đó là một vị mà tu tập chân chánh trong cái thời điểm ngày nay, chúng ta những vị tu tập chân chánh tức là thực hành giới được đầy đủ, định được đầy đủ, tuệ được đầy đủ, giải thoát được đầy đủ, giải thoát tri kiến đó, thì tùy theo mỗi cái sự tu tập của mỗi vị. Và do đó đó là cuộc tu này đó thì như là trong kinh Dụ Lỗi Cây, Đức Phật ví dụ, Đức Phật cái người, Đức Phật ngài nói là cái người mà được danh tiếng nhiều đó, chưa phải là cái người mà, đâu phải cái đó là cái chỗ thỏa mãn của chính mình, không phải cái đó là cái cứu cánh của mình. Cái người mà đắc giới đó, nó cũng chưa phải là đắc giới trong cái nghĩa tương đối nha, thì cũng chưa phải là cái cứu cánh của mình, cứu cánh của mình. Và cái người đắc định đó, cũng chưa phải là cái cứu cánh của mình. Và cái người hoàn toàn vừa trải qua hết như vậy, cái người gọi là tri kiến giải thoát đó, tri kiến giải thoát đó là chỉ cho các cái bậc thánh hoàn toàn đó. Thì cái người đó tìm đúng cái lõi cây, như là cái người mà đi tìm lõi cây vậy đó. Không phải là chúng ta thấy nhánh nhóc, nhánh lá là chúng ta ngộ nhận nó là lõi cây, cũng chưa phải. Rồi chúng ta tìm đến cái vỏ cây đó thì cũng chưa phải, chúng ta phải nhận định nó đúng, đây là vỏ cây chứ không phải là lõi cây. Rồi cái người đi tìm vỏ ngoài cũng chưa phải là lõi cây, tìm giác ngoài cũng chưa phải là lõi cây, rồi tìm giác trong cũng chưa phải lõi cây. Chừng khi nào đi tìm được cái lõi cây mới thật sự là đúng là lõi cây, tức là cái đích điểm, cái lý tưởng giải thoát cuối cùng, cuối cùng của con đường phạm hạnh của một cái người tu đó, đó là đi tìm cái lõi cây, chứ không phải là chúng ta đi tìm cái nhánh nhóc. Cái đó nó cũng chỉ là chặng đường để chúng ta lần lượt bước qua. Ai tu tập cũng phải trải qua như vậy, trải qua như vậy, chứ không thể nói là bỏ cái này để chúng ta được cái cao hơn, không phải. Nhưng mà rõ ràng là chặng đường này chúng ta phải trải qua, rồi chúng ta từ ở cái chỗ đó chúng ta đã bước qua thì chúng ta mới bước qua một cái khía cạnh khác. Thí dụ như người đi tìm vỏ ngoài rồi bỏ cái vỏ ngoài, chúng ta mới tìm được cái giác cây ngoài. Giác cây ngoài xong chúng ta mới tìm đến cái giác cây trong. Cái giác cây trong xong thì chúng ta mới tìm được
tới cái lỗ cây. Thì cái lỗ cây nó mới là đích điểm cuối cùng, giống như kinh Trạm Xe thuộc Trung Bộ mà ngài Xá Lợi Phất đã mô tả vậy đó. Ngài nói giới định, giới tịnh tâm tịnh, giới định giới tịnh tâm tịnh, kiến tịnh đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh. Thì trong mỗi trong bảy cái trạm xe đó, đó thì cái vị hành giả cần phải trải qua hết. Và đừng cho rằng cái trạm xe thứ nhất là rốt ráo cứu cánh của mình, cũng đừng cho cái trạm xe thứ sáu là rốt ráo của mình. Khi mà mình cho là rốt ráo cứu cánh của mình thì mình dậm chân tại chỗ, mình không tiến được nữa. Và đó không phải là cái đích điểm, không phải là mục đích cuối cùng, mà mình cần phải trải qua bảy cái trạm xe như vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài nói, nếu mà chúng ta được học hỏi đó, với những cái gì mà giới được đầy đủ, định được đầy đủ, mình nói trong cái nghĩa tương đối đi, có nghĩa là những vị nào mà có được cái thành tựu như vậy, hay là có cái sự an trú như vậy đó, thì khi chúng ta gần gũi học hỏi, hay là chúng ta thấy cái vị đó, hay là chúng ta nghe từ nơi gì đó, chúng ta hành theo những vị đó, thì người đó sẽ được cái lợi lạc rất là nhiều, cái lợi lạc rất là nhiều, chứ không phải là ít. Vì vậy cho nên là Phật nói đây là căn cứ địa, những vị phóng hào quang chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã, những vị có tu tập là những bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chối sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang, là những bậc có trí tác thành ra ánh sáng, họ là người có mắt, là người có mắt, tức là có trí á, họ là người là họ từ bỏ nguyên nhân tạo ra điều tác hại, bậc trí giới chánh trí, giới chánh trí nghe lời dạy vị ấy, do thắng tri sanh diệt, không đi đến tái sanh, không đi đến tái sanh. Có nghĩa là khi mà mình gần học, gần gũi những vị này, chúng ta học hỏi rồi chúng ta thực hành theo đúng như vậy, thì chúng ta cũng đều được cái sự lợi lạc. Mà ở đây Đức Phật ngài nói cái vị mà đã thắng tri được sanh diệt, tức là chỉ cho bậc A-la-hán này, thắng tri được sanh diệt, và như vậy thì cái con đường mà đưa đến tái sanh nó không còn. Và nói như vậy có nghĩa là chúng ta từ thấp lên cao, chúng ta gần gũi những bậc có giới đức, những bậc mà có cái tâm khả dĩ thanh tịnh, những cái sở hành đúng đắn, thì đó là cái bước tiến cho chúng ta. Cái sự học hỏi, sự nghe, sự thấy và sự thực hành của chúng ta đều có cái sự lợi lạc hết, đều có sự lợi lạc hết. Thì đây là cái nội dung mà Đức Phật ngài nói là trong bốn cái lĩnh vực, tức là giới được đầy đủ, định được đầy đủ, tuệ được đầy đủ, giải thoát được đầy đủ và giải thoát tri kiến. Cái tâm vượt, cái tri kiến vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não, thấy rõ được vạn pháp vốn là vô ngã. Vì vậy đó cho nên là chúng ta gần gũi, thân cận những vị đó, học hỏi và thực hành theo những vị đó, thì chúng ta có được nhiều cái sự lợi lạc. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Hôm nay chúng tôi xin được nghỉ sớm một chút, với lý do là ở chùa có cái lễ có chư tăng, cho nên là chúng tôi ngừng ở đây. Chúng tôi trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui tiến hoàng. Nam mô Đức Thầy. Sa thu sa thu lần thầy, thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi hoàng hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết giảng kinh tiểu bộ Iti Uttaka đến hàng Phật tử chúng con. Chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và để thay mặt đại chúng trong room một lần nữa, con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hành từ bi hoàn hỷ chúc phúc cho room sau thời pháp. Nam mô Phật Thầy giá. Và con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hành. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutana bhavena sada sati bhavantu te Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammana bhavena sada sati bhavantu te Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghana bhavena sada sati bhavantu te Tất cả phương pháp
có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thay ạ. Một lần nữa con xin được thay mặt đại chúng thành kính trường đại đức ngài đã từ bi hoàn hỷ chúc phúc cho rung. Nhà Phật Thanh xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để và hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và thính pháp. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Y đàng nô ma ta pi tu nàng hồn tu yát ti nàng hồn tu guru bậc chay ya a cha ri ya nàng hồn tu sa phê thề và nàng hồn tu sa phê pê ta nàng hồn tu sa phê vê ri nàng hồn tu sa phê sa tha a vê ra hồn tu su khi ta hồn tu ni du kha hồn tu Aphyapacha hontu, anika hontu, nikayuka hontu, aroga hontu. Sampatihi samichangtu sukhi attanang pariharangtu dukkapattha chanitukha payapattha chanipaya. Sokapattha chanisoka hontu saphe pipanino. Yathevada santi viharavasinim. Tu pe khare po thi khare ta hing ta hing ta thamadane na pavan tu pujita so ting karun te ta vihara mandale te raja macha navaka ja pikavo sarami kadana pati upasaka gama ja desani kama ja isara Sapana puta sukhita pavantu te chala puja ye pijanda sampava sangse dachata atavo papatika niyanikang tamavarang patijate sabe apiduka sakarontu sankhayam tatu chirang satang tammo tammatara japukala Hong to ho tu sama ko wa atta ya cha hita ya cha amhera ka tu satthammo sabbe pitamma carino putting sampa punayama dhamma ariya paveti te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ăn được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Và kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần hồi hướng, chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong room Pháp Cú Kinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn Đức Tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu, ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại đạo tràng Pháp Cú Kinh để sinh hoạt Phật Pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính chào tạm biệt, con xin được đóng rung.